xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh tin tức htd news trong chương trình thời sự thế giới ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bản tin đáng chú ý sau đây nghi vấn tàu chở dầu bị uav iran tấn công trên vịnh oman tổng thống zelensky chắc chắn rằng tên lửa của nga đã tấn công vào ba lan và muốn ukraine tham gia vào cuộc điều tra Hoa Kỳ tuyên bố bất kể ai phóng tên lửa rơi xuống Ba Lan, Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ông Putin đối mặt với sự phản đối chiến tranh ngày càng tăng từ các bà mẹ của những người lính Nga. Ukraine hé lộ cách thức bắt sống hàng ngàn lính Nga ra đầu hàng chỉ trong một tháng. Và ngay bây giờ chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chi tiết. Nghi vấn tàu chở dầu bị UAV Iran tấn công trên vịnh Oman vâng thưa quý vị hàm đội 5 của hải quân mỹ cho biết lực lượng này đã nhận được tin báo về vụ tấn công tàu chở dầu trên vịnh oman Bộ Tư lệnh Hàm đội 5 của Hải quân Mỹ xác nhận, lực lượng này đã nhận được tin báo về vụ tấn công tàu chở dầu trên vịnh Oman vào hôm 16 tháng 11. Theo đó, thì tàu chở dầu Pacific Zircon, mạng quốc tịch Liberia và do công ty vận tải Eastern Pacific Shipping có trụ sở tại Singapore vận hành, bị nghi là đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái UAV cảm tử. Sự cố này xảy ra tại vị trí cách bờ biển Oman khoảng 240 km. Đại diện công ty Eastern Pacific Shipping cho biết tàu Pacific Zircon bị tấn công bởi một phương tiện máy bay không người lái. Vụ tấn công đã để lại một số hỏng hóc trên thân tàu. Tuy nhiên, thì các thủy thủ cùng các kho hàng chứa dầu trên tàu đều không bị ảnh hưởng. Công ty cho biết công tác điều tra để tìm hiểu thêm về vụ việc đang được khẩn trương tiến hành. Trước đó, nhà chức trách Israel lên tiếng cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công trên và UAV được sử dụng là loại Shahed-136, được trang bị phổ biến trong biên chế quân đội Iran. Các nguồn tin cho biết công ty vận tải Eastern Pacific Shipping thuộc quyền sở hữu của Israel dù đặt trụ sở chính tại Singapore. Phía Israel cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế, trong đó có các đồng minh như Mỹ và Anh, vào cuộc để đảm bảo an toàn cho việc giao thương trên tuyến đường hàng hải huyết mạch đi qua Vịnh Oman. Giới chức Iran hiện chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc trên từ phía Israel. Tổng thống Zelensky chắc chắn rằng tên lửa Nga đã tấn công vào Ba Lan và muốn Ukraine tham gia vào cuộc điều tra. Thưa quý vị, tổng thống Volodymyr Zelensky chắc chắn rằng đó không phải là tên lửa của Ukraine mà là của Nga đã tấn công Ba Lan, điều này được RBC Ukraine thông báo dựa theo nội dung cuộc họp báo của người đứng đầu nhà nước tên lửa Ukraine đã không thể tấn công Ba Lan. Tổng thống Zelensky nói, đây là một câu chuyện nghiêm túc. Tôi thậm chí không nghi ngờ gì về bản báo cáo vào buổi tối do cá nhân tôi từ tư lệnh lực lượng không quân gửi tổng tư lệnh Zaluzny. Tôi không nghi ngờ gì rằng đó không phải là tên lửa của chúng tôi hoặc không phải cuộc tấn công tên lửa của chúng tôi. Tôi không có lý do gì để không tin tưởng họ. Tôi đã cùng với họ trải qua cuộc chiến tranh. Ukraine muốn tham gia điều tra Ông Zelensky nói thêm rằng ông đã nói chuyện suốt đêm với nhiều nhà lãnh đạo khác nhau về tình hình xảy ra trên lãnh thổ Ba Lan. Chúng tôi đã thống nhất không tiết lộ thông tin, tuy nhiên tôi có một quan điểm rất đơn giản. Liệu có thể để Ukraine tiếp cận hiện trường không? Đây là sự công bằng. Tôi tin rằng chúng tôi có quyền đối với điều này. Cho đến khi cuộc điều tra chưa kết thúc, chúng ta có thể không nói kết luận cuối cùng được không? Tổng thống nói. Ông đảm bảo rằng nếu đó là việc sử dụng phòng không của Ukraine, ông muốn có bằng chứng. Theo tổng thống, nếu đây thực sự là một mảnh vỡ của tên lửa Ukraine thì Ukraine sẽ xin lỗi, nhưng trước tiên là điều tra tiếp cận và những dữ liệu đã biết. Người đứng đầu chính phủ Ukraine nói, chúng tôi có quyền nhận được sự thật về sự tồn tại của bất kỳ bằng chứng nào từ các đối tác không. Trong chế độ kín đáo, tôi không muốn chỉ dựa trên những từ có khả năng, chúng tôi có thể nhận được điều này ở cấp độ của các cơ quan tình báo, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao của chúng tôi. Chúng tôi chưa nhận được bất cứ điều gì. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi nên tham gia vào cuộc điều tra và chúng tôi sẽ làm điều đó. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng trong số 25 cuộc không kích của Nga, có một cuộc trùng hợp về thời gian, theo tổng thống khẳng định có một ghi chép rằng vụ tấn công trùng hợp với thời gian của vụ nổ ở Ba Lan đã phát nổ trên bầu trời trong lãnh thổ Ukraine, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng mảnh vỡ nào đó đã bay ra. Nhưng chúng ta có thể loại trừ hoặc không loại trừ, đây là một hệ quả. Nhưng cái chính là đường kính 20m, độ sâu 5m, nó có thể là một mảnh vỡ. Hay là không, tôi có ý kiến của riêng mình, tôi tin rằng đó là tên lửa của Nga. Tôi cho là như vậy, dựa trên độ tin cậy, bản báo cáo của các nhà quân sự, Tổng thống nói. Ông nói thêm rằng sẽ là công bằng nếu như các đối tác nghe lực lượng không quân Ukraine trình bày trong cuộc họp kín. Tôi cho rằng không cần thiết phải truyền thông tin qua các đại sứ quán mà phải nghe trực tiếp tư lệnh không quân của chúng tôi về các chi tiết, thời gian, phát bắn, đánh số tên lửa. Trên mỗi tên lửa phòng không của chúng tôi đã bắn đi đều có đánh số. Chúng tôi muốn tìm xem những con số này ở đâu. Nếu chúng ở đâu đó, không nằm trên lãnh thổ của chúng tôi thì tôi muốn cho thấy chúng. Tổng thống Zelensky kết luận, xin nhắc lại rằng, RBC Ukraine trước đó đã thông báo, Tổng thống Zelensky kêu gọi NATO tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh trực tuyến khẩn cấp liên quan đến vụ pháo kích lớn của quân xâm lược Nga vào Ukraine. Hoa Kỳ tuyên bố, bất kể ai phóng tên lửa rơi xuống Ba Lan, Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 11, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia của tập Bạch Ốc bà Andrew Watson nói rằng Hoa Kỳ hoàn toàn tin tưởng vào cuộc điều tra của chính phủ Ba Lan về vụ nổ tên lửa ở Ba Lan. Theo Whitehall.gov, Bà Watson cho biết, chúng tôi không thấy điều gì mâu thuẫn với đánh giá sơ bộ của Tổng thống Andrei Duda rằng vụ nổ này rất có thể là kết quả của một vụ phóng tên lửa phòng không Ukraine không may rơi xuống Ba Lan. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia nói thêm, tuy nhiên, bất kể kết luận cuối cùng là gì, rõ ràng bên chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự cố bi thảm này đó là Nga, Nước đã bắn tên lửa vào Ukraine với mục đích cụ thể là tấn công cơ sở hạ tầng dân sự. Ukraine đã và có toàn quyền tự vệ. Bà Watson lưu ý rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chia sẻ minh bạch bất kỳ thông tin mới nào liên quan đến vụ nổ ở Ba Lan và sẽ liên lạc với phía Ukraine. Bà nói, một lần nữa chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với người dân Ukraine và gửi lời chia buồn của chúng tôi về những mất mát mà họ phải gánh chịu trong các cuộc không kết mang trời này. Chúng tôi biết rằng hàng triệu người Ukraine vẫn không có ánh sáng, nước và các nhu yếu phẩm cơ bản. Chúng tôi một lần nữa nghĩ đến và cầu nguyện cho những người thân yêu của hai công dân Ba Lan bị chết một cách bị thảm. Trong khi đó, theo nguồn tin từ Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng vụ nổ khiến hai người thiệt mạng ở Ba Lan không phải là do tên lửa Ukraine gây ra. Ông nói với truyền thông Ukraine, tôi không nghi ngờ gì rằng đó không phải là tên lửa của chúng tôi tổng thống zelensky cho rằng vụ nổ vào hôm thứ ba ở ba lan là do một tên lửa của nga gây ra tổng thống nói rằng ông đã đưa ra kết luận dựa trên các báo cáo từ quân đội ukraine mà ông không thể không tin tưởng theo tổng thống zelensky ukraine nên được cho phép tiếp cận địa điểm xảy ra vụ nổ ông nói chúng tôi có quyền tham gia nhóm điều tra không tất nhiên rồi tổng thống zelensky cũng cho biết Kiev đã không nhận được lời đề nghị nào từ Moscow để bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine không quan tâm đến việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, trong khi ông Zelensky thì nói, họ không liên lạc với chúng tôi. Ông Putin đối mặt với sự phản đối chiến tranh ngày càng tăng từ các bà mẹ của những người lính Nga Thưa quý vị, đối với cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin chống lại Ukraine từ những người mẹ của binh lính nước ông, một viện nghiên cứu cố vấn của Mỹ đưa tin, theo viện nghiên cứu chiến tranh gọi tắt là ISW, các công dân của Nga bao gồm cả các bà mẹ đang ngày càng chuyển sang nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau để bày tỏ sự không hài lòng với lệnh động viên một phần của ông Putin mà ông đã thực sự thực hiện vào ngày 21 tháng 9. Theo ISW, trong đánh giá mới nhất về cuộc chiến thì lưu ý rằng khoảng 1.500 bà mẹ có con khuyết tật và bà mẹ có hơn 3 con trong gia đình đã kiến nghị Tổng thống Nga miễn huy động cho chồng của họ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết vào ngày 21 tháng 9 rằng Nga sẽ nhắm mục tiêu huy động 300.000 quân nhân dự bị và cựu quân nhân có chuyên môn quân sự nhất định và có kinh nghiệm liên quan. Tuy nhiên thì con số trong sắc lệnh của ông Putin đã không được tiết lộ cho công chúng và nhiều báo cáo đã xuất hiện rằng những người đàn ông không đủ điều kiện nhập ngũ đã được triển khai để chiến đấu ở Ukraine. Bộ quốc phòng Nga tuyên bố vào ngày 31 tháng 10 đã hoàn thành việc huy động một phần lực lượng, tuy nhiên thì những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu ở Nga vẫn đang trốn tránh vì sợ phải nhập ngũ. ISW cho biết việc người Nga lên tiếng nhiều hơn và chỉ trích công khai hơn về cuộc chiến là một hiện tượng có các yếu tố kích thích các phong trào trực tuyến có tổ chức ở nước này. Các chuyên gia cho biết 16 nhóm phản chiến ở Nga đã đưa ra một bản kiến nghị yêu cầu ông Putin xuất ngũ tất cả những người đàn ông Nga được huy động và nó đã thu hút được gần 38.000 người ký vào thời điểm công bố của tổ chức tư vấn. Mặc dù cảnh sát Nga đã liên tục đàn áp các cuộc biểu tình quy mô nhỏ trên khắp đất nước, nhưng Điện Kremlin vẫn chưa quản lý các nền tảng như Telegram cho phép người Nga trên khắp đất nước chia sẻ sự bất bình của họ và yêu cầu hành động từ các quan chức địa phương với sự hậu thuận của các blogger nổi tiếng. ISW lưu ý, Vladimir ép của tổ chức Free Buryatia, một nhóm ủng hộ dân chủ có trụ sở tại Hoa Kỳ trước đây đã nói với Newsweek rằng ông tin rằng Điện Kremlin cuối cùng cũng sẽ cử nhiều người Nga tham gia chiến đấu hơn con số là 300.000 người do các quan chức quốc phòng đưa ra. Chuyên gia người Nga nói rằng Putin, ông ấy chắc chắn đã thua ở Ukraine trước khi được huy động. Ông ấy đã mất rất nhiều vị trí ở đó, ông ấy đã mất rất nhiều người, vì vậy đúng vậy, ông ấy cần nhiều nguồn lực hơn, ông nói, ông nói tiếp thì thực tế là việc huy động không dừng lại, chúng tôi không biết khi nào việc huy động sẽ dừng lại, có lẽ là không bao giờ, Putin chắc chắn cần có hơn 300.000 binh sĩ, quân đội Nga đã chịu rất nhiều tổn thất do những người được huy động mẹ của một binh sĩ Nga thiệt mạng khi chiến đấu ở Ukraine nói với BBC News vào tháng 7 rằng và tin rằng các bà mẹ cuối cùng sẽ đứng lên chống lại nhà lãnh đạo Nga. Bà cho biết nhiều bà mẹ sẽ đổ lỗi cho Điện Kremlin về cuộc xung đột đang diễn ra và cái chết của con trai họ. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để xin đưa ra bình luận. Ukraine hé lộ thách thức bắt sống hàng ngàn lính Nga ra đầu hàng chỉ trong một tháng. Thưa quý vị, một dự án tình báo Ukraine đang làm việc để xác định và thu thập những người lính Nga muốn đầu hàng để tránh tham gia vào cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Người phát ngôn của dự án Tôi muốn sống, Vitaly Matvienko nói với Kiev Post trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào hôm thứ Tư rằng các binh sĩ của Nga có thể liên hệ với họ để sắp xếp việc đầu hàng. Họ được cứu mạng sống của họ, và sẽ có ít người hơn phía trước, anh nói. Matvienko giải thích rằng dự án có một chatbot và các quân nhân nga, những người đã có thể được huy động sử dụng để điền vào một bảng câu hỏi nơi họ có thể tuyên bố rằng họ không muốn chiến đấu chống lại Ukraine. Sau đó, thì đường dây nóng của dự án cung cấp cho những người nga này thông tin để họ chuẩn bị cho quá trình đầu hàng nếu và khi họ ở Ukraine. Matvienko nói với The Post. Khi họ được gửi đến Ukraine, họ sẽ liên lạc lại với các chuyên gia của chúng tôi và chúng tôi xác định vị trí của họ, sau đó lên kế hoạch cho một chương trình thoát khỏi lãnh thổ đó một cách an toàn. Lực lượng tác chiến đặc biệt sẽ tổ chức lối cho an toàn và người đó cuối cùng đã đến lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Matvienko cho biết kể từ khi sáng kiến được đưa ra vào ngày 18 tháng 9, thì hơn 3.500 kiến nghị đầu hàng đã nhận thông qua trên Telegram và đường dây nóng qua điện thoại. Ông không tiết lộ chính xác có bao nhiêu người đã đầu hàng thành công. Cuộc chiến ở Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh các báo cáo về tình trạng đào ngũ và các vấn đề tinh thần trong quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong ước tính mới nhất hôm thứ Tư, trần gần 83.000 người Nga đã bị loại bỏ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24 tháng 2. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã cung cấp một ước tính riêng vào tuần trước, nói rằng tổng số người chết và bị thương của Nga đã lên tới 100.000 người. Nga cũng phải đối mặt với sự phản đối quy mô lớn của công chúng đối với lệnh huy động một phần. Vào tháng 9, mà ông Putin cho biết sẽ huy động thêm 300.000 binh sĩ tham chiến ở Ukraine. Dự thảo đã gây ra các cuộc biểu tình lớn và một bản kiến nghị chống huy động quân vốn đã thu thập được hàng trăm ngàn chữ ký trong vòng một ngày sau khi nó được công bố thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách những like video chung thông báo và nút theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình thế giới và cuộc chiến tại ukraine còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo